tắm con đi đánh đi 30.000 này, còn bán chứ. Còn 6.000 con rồi. Bán 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 đi. Đi con đi. Không bán được có gì ạ? Bên mẹ anh. Điểm qua mẹ đó. À, nên anh bán 80 con nữa. Cá này là mình lấy ở ngoài Bắc, à, vì gió năm nay là lụt đó, thì cá ở ngoài Bắc họ nuôi cũng tràn ra nhiều, thì mình lấy về đắt. Qua đến giờ mình bán được khoảng 5 đến 7 cân. Theo truyền thuyết Việt Nam thì đến ngày 23 tháng Chạp thì là khi nào phải cúng ông táo, thì nhà nhà người người đều đổ ra chợ đi mua cá. Cái cá năm nay rất là đẹp.